Chào mọi người, thì bây giờ thì mình sẽ giới thiệu đến mọi người là cái Sanyin Garden. Khi vào cái vườn hoa và khu nghỉ dưỡng này thì mình phải mua vé 40.000 đồng. Nhưng mà hôm nay là ngày 13 tháng 12 là mới khai trương nên sẽ được giảm giá 25%, là còn lại 30.000. Thì khi mình vào thì mình bị đóng một cái mộc như thế này, là coi như là giống như là mình đã mua vé rồi đó. Ngoài ra thì cũng phát thêm một cái vé. Đây, ở đây thì có một điểm nhấn, đó là cái ngôi nhà úp ngược. Đây, chói nắng, đang nắng chiều. Đây là cái ngôi nhà úp ngược đây. Đây là cái nóc nó phía dưới, cái nền nhà ở trên. Đây là cái mái nhà. Mái nhà này là làm bằng gì đây? Mái nhà này làm bằng tôn nè. Giờ mình sẽ di chuyển vào căn nhà. Để vào căn nhà thì mình sẽ để giày dép ở đây, mình đi lên cầu thang. Từ góc này nhìn cái view rất là đẹp nè. Đây là cái ruộng hoa. Phía xa xa bên kia là cái nấc thang lên thiên đường. Chút nữa thì mình sẽ quay cho mọi người xem. Dưới đây có nuôi cá nữa. Đây, khi vào đây là quý khách vô lòng không mang thức ăn và thức uống vào nhà. Đây, khu nhà bếp nè. Khu nhà bếp là ngược hết. Đây, bàn ghế phía trên. Đây bằng mũ. Đây tủ lạnh nè. Tủ lạnh có nước đá, kem, trái cây, nước uống. Lò vi sóng. Bếp ga nè. Cái đồ hút khói, hút mùi nè. Bức tranh cũng ngược luôn. Rồi, tiếp theo là quầy bar nè. Mọi thứ là đều úp ngược ha. Ở đây có cây đàn. Cây đàn cũng để ngược luôn. Đây là phòng ngủ. Phòng ngủ mà không có ai chịu ngủ hết trơn, toàn là đứng không. Đây có cái giường. Ở phòng ngủ này có nữ nè. Niệm màu hồng, gói màu hồng. Mọi thứ là màu hồng. Đứng bên đây. Đây có bàn ghế ấm cốc. Ly. Bức tranh là cũng ngược luôn nha mọi người. Rồi, phía bên đây nè. Bây giờ thì mình di chuyển đi xuống. Rồi, phía sau này có nấc thang lên thiên đường này. Giờ là hôm qua luôn á. Nè, nè, đứng bên đây nè. Đứng bên đây chụp qua. Xéo qua nó. Xéo qua. Tao đứng thử rồi. Nè, tao xin phát cho.
bên hông của căn nhà. Phía bên đây thì có kế bên là cái ruộng hoa, hoa cúc. Ở đây thì cái cuộc sống chủ yếu của người dân là đi trồng hoa. Sa Đéc thì nổi tiếng về hoa. Ở đây thì còn nhiều cái khung cảnh nữa, nhưng do thời gian hạn chế cho nên bây giờ